Xin chào các bạn. Trung Quốc vẫn được biết đến là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, với rất nhiều địa điểm tham quan tự nhiên, nhân tạo đặc sắc, lễ hội độc đáo, ẩm thực phong phú và các hoạt động hấp dẫn. Trong video hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về tỉnh Phúc Kiến, nơi nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, những công trình kiến trúc độc đáo cũng như bề dày lịch sử cùng văn hóa ấn tượng. Phúc Kiến là một tỉnh ven biển nằm ở phía đông nam của Trung Quốc, và tỉnh này được bao bọc lần lượt bởi các tỉnh là Chiết Giang, Giang Tây và Quảng Đông. Ngoài ra, tỉnh này còn giáp với biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và biển Đông ở phía đông nam. Đi qua eo biển Đài Loan, về phía đông của Phúc Kiến khoảng hơn 200 km, chính là Đài Loan. Tỉnh Phúc Kiến do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quản lý. Tuy nhiên, các quần đảo Kim Môn và Mã Tổ có vị trí gần sát với tỉnh Phúc Kiến. Trong đó quần đảo Kim Môn chỉ cách thành phố Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến khoảng chừng 2 km, lại nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Đài Loan từ năm 1949 đến nay. Do các vấn đề về tình trạng chính trị của Đài Loan, nên mặc dù Đài Loan kiểm soát Kim Môn và Mã Tổ, nhưng Trung Quốc vẫn liên tục tuyên bố hai đảo trên là hai đơn vị hành chính thuộc về tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Tỉnh Phúc Kiến có diện tích là 121.400 km² và có dân số khoảng 42 triệu người, theo số liệu năm 2020. Tỉnh có đại đa số cư dân là người Hán, chiếm 98% dân số, và phần còn lại là các dân tộc thiểu số khác. Do có địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt nhiều khu vực cùng với nhiều đợt nhập cư trong lịch sử, Phúc Kiến là một trong những nơi đa dạng nhất về ngôn ngữ tại Trung Quốc, cũng như các tỉnh khác. Ngôn ngữ chính tại Phúc Kiến là tiếng Quan Thoại, được dùng để giao tiếp giữa người dân ở các khu vực khác nhau. Tuy nhiên, các phương ngữ trong cùng một địa phương có thể không hiểu lẫn nhau. Điều này đã được phản ánh trong thành ngữ. Nếu bạn đi 5 dặm tại Phúc Kiến thì văn hóa sẽ biến đổi, và nếu bạn đi 10 dặm, ngôn ngữ sẽ khác. Nhìn chung, hầu hết các phương ngữ tại Phúc Kiến thuộc về tiếng Mân. Nhóm này lại chia thành nhóm tiếng Mân Bắc, tiếng Mân Đông, tiếng Mân Trung, tiếng Mân Nam, tiếng Phủ Tiên và tiếng Thiệu Tương. Cụ thể, nếu như tiếng Mân Nam được sử dụng chủ yếu ở thành phố Hạ Môn, Tuyền Châu và Trương Châu, thì tiếng Mân Bắc lại được sử dụng chủ yếu ở thành phố Phúc Châu. Phúc Kiến, tỉnh có địa hình chủ yếu là đồi núi. Hầu như toàn bộ địa hình Phúc Kiến đều là đồi núi, ngoại trừ một số đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển. Địa hình của tỉnh có đặc điểm cao ở phía Tây Bắc và thấp ở Đông Nam. Trên địa bàn tỉnh có hai hệ thống núi trải dài gần như song song nằm ở phía Tây Bắc và trung tâm của Phúc Kiến. Theo đó, hệ thống núi ở phía Tây Bắc của Phúc Kiến chủ yếu là dãy núi Vũ Di, tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Phúc Kiến và Giang Tây. Nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Vũ Di Sơn, núi Hoàng Cương thuộc dãy núi Vũ Di với độ cao là 2.158m so với mực nước biển, chính là điểm cao nhất ở tỉnh Phúc Kiến. Đồng thời đây cũng là điểm cao nhất ở khu vực phía đông nam của Trung Quốc. Không chỉ là dãy núi sở hữu điểm cao nhất ở Phúc Kiến, mà dãy núi này còn giúp cho tỉnh Phúc Kiến thu hút hàng nghìn, hàng triệu khách du lịch trên thế giới mỗi năm. Theo đó, Vũ Di được mệnh danh là dãy núi đẹp nhất ở vùng đông nam Trung Quốc với tên gọi Phúc Kiến Đệ Nhất Sơn, và khu thắng cảnh Vũ Di Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999. Ngoài là một trong những di sản đã được công nhận có diện tích lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay, với diện tích lên tới 999,75 km², nơi đây còn được biết đến là một di sản hỗn hợp bao gồm khu thắng cảnh núi, khu bảo tồn thiên nhiên và khu di chỉ thành Hán cổ. Ngoài núi non hùng vĩ, đây còn là nơi sinh sống của hơn 20.000 loài động thực vật, trong đó có hơn 100 loài động vật quý hiếm. Không chỉ có vậy, khu vực này còn bảo tồn được nền văn hóa bản địa lâu đời như văn hóa trà, văn hóa tôn giáo, thể hiện sự phát triển của văn hóa đa nguyên. Có thể nói, khu thắng cảnh Vũ Di Sơn là nơi lý tưởng cho du khách đến thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vĩ của thiên nhiên, vừa khám phá được nền văn hóa lâu đời ở nơi đây. Còn hệ thống núi ở khu vực trung tâm tỉnh Phúc Kiến trải dài theo hướng Bắc Nam, bao gồm dãy núi Thứ Phong, dãy núi Đái Vân và dãy núi Bắc Bình Lĩnh. Một điều đáng ngưỡng mộ đó là hầu hết mọi dãy núi ở tỉnh Phúc Kiến đều có rừng che phủ, nên tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Phúc Kiến luôn đứng đầu cả nước trong 40 năm liên tục. Vào năm 2018, tỷ lệ che phủ rừng ở tỉnh này đạt 66,8% và tiếp tục đứng đầu cả nước. Nếu như phía Tây Bắc và trung tâm được đặc trưng bởi hệ thống núi, thì ở phía đông nam của tỉnh này được chiếm lĩnh bởi các đồng bằng. Khu vực này không chỉ là nơi có diện tích đất canh tác nhiều nhất tỉnh, mà còn được biết đến là vùng kinh tế và văn hóa phát triển nhất tỉnh Phúc Kiến. Nhìn chung, tỉnh Phúc Kiến là một trong những tỉnh có diện tích đồng bằng nhỏ nhất Trung Quốc, khi chỉ chiếm 1,3% diện tích cả nước. Các đồng bằng phân bố chủ yếu ở ven biển, trong đó nổi bật là đồng bằng Trương Châu. Đồng bằng Trương Châu nằm ở khu vực ven biển phía nam của Phúc Kiến và được biết đến là đồng bằng lớn nhất tỉnh này với diện tích 566 km². Khu vực đồng bằng Trương Châu có khí hậu ấm áp và ẩm ướt, đất đai màu mỡ, điều kiện canh tác vô cùng thích hợp để phát triển nông nghiệp. Được biết,
Trường Châu là khu vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nấm đóng hộp nhiều nhất ở Trung Quốc. Là một tỉnh ven biển nên Phúc Kiến sở hữu đường bờ biển dài cùng nhiều vũng, vịnh, bán đảo và quần đảo. Theo đó, đường bờ biển của tỉnh này lên đến 3.324 km, chiếm khoảng 18,3% chiều dài đường bờ biển của Trung Quốc. Theo như 5 phút tôi tìm hiểu thì tỉnh Phúc Kiến có tổng cộng 1.404 đảo ven bờ. Các đảo chính có thể kể đến là đảo Hạ Môn, còn được gọi là đảo Amoy, đảo Bình Đàm, đảo Phủ Điền, Mây Dù. Các sông chủ yếu ở Phúc Kiến là sông Mân và sông Cửu Long. Bên cạnh đó, do địa hình không bằng phẳng, Phúc Kiến có nhiều vách đá và thác gành. Nhìn chung, tỉnh Phúc Kiến có khí hậu cận nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùa đông tại Phúc Kiến không quá lạnh. Nhiệt độ tháng 1 tại vùng Duyên Hải dao động từ 7 đến 10 độ C. Tại vùng núi là từ 6 đến 8 độ C. Mùa hè nóng và nhiệt độ dao động từ 20 đến 39 độ C và thường chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão nhiệt đới. Lượng mưa hàng năm ở đây dao động từ 1.400 đến 2.000 mm. Phúc Kiến là một trong những tỉnh giàu của Trung Quốc. Trước năm 1978, do nằm đối diện với Đài Loan, Phúc Kiến được cho sẽ trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến tranh hai bên bờ eo biển. Vì thế, tỉnh không được chính quyền Trung Quốc đầu tư nhiều và kinh tế chậm phát triển hơn so với phần còn lại của đất nước. Tuy nhiên, từ sau cải cách mở cửa năm 1978, Phúc Kiến đã nhận được nguồn đầu tư đáng kể hơn. Sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, theo số liệu năm 2021, GDP của tỉnh Phúc Kiến là 4,88 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 756,74 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh này là 18.017 USD. Phúc Kiến hiện là tỉnh có GDP bình quân đầu người chỉ đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô. Do địa hình chủ yếu là đồi núi nên diện tích đất đai nông nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến tương đối hạn chế. Lúa gạo là cây trồng chính ở đây. Ngoài ra, người dân còn trồng nhiều khoai lang, lúa mì, lúa mạch, mía, cây cải dầu để kiếm thêm thu nhập. Tuy điều kiện canh tác khó khăn nhưng Phúc Kiến vẫn dẫn đầu về sản lượng nhãn. Đồng thời nơi đây cũng là một trong những nhà sản xuất vải và chè lớn tại Trung Quốc. Như 5 phút tôi đã nói ở trên, tỉnh Phúc Kiến có nguồn tài nguyên rừng dồi dào và đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành lâm nghiệp tại tỉnh này. Trong những năm qua, sản lượng của các sản phẩm lâm nghiệp chính như gỗ, chè, ván gỗ, bột giấy, đồ nội thất và nhựa thông ở Phúc Kiến luôn dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, tài nguyên khoáng sản của Phúc Kiến cũng tương đối đa dạng, bao gồm than, sắt, đồng, vàng, wolfram, cao lanh, nên ngành công nghiệp khai khoáng ở đây cũng phát triển. Ngoài ra, do có đường bờ biển dài, nhiều ngư trường rộng lớn nên Phúc Kiến có nguồn tài nguyên thủy sản dồi dào với hơn 100 loài cá có giá trị kinh tế và được biết đến là một trong những địa phương có ngành khai thác và đánh bắt thủy hải sản phát triển ở Trung Quốc. Cùng với đó, có lợi thế do nằm ven biển cùng nhiều vũng, vịnh giúp Phúc Kiến có thể phát triển giao thông đường biển. Một số cảng biển chính của Phúc Kiến có thể kể đến như cảng Hạ Môn, cảng Tuyền Châu, cảng Phúc Châu. Tại vùng ven biển, các ngành công nghiệp chủ đạo là ngành công nghiệp nhẹ, điện tử, thực phẩm, thủy sản, chế biến thực phẩm. Còn tại vùng nội địa, các ngành công nghiệp chủ đạo là nguyên liệu thô, dệt may, gỗ, hóa chất. Về thương mại, các thị trường xuất khẩu chính của Phúc Kiến bao gồm Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Đức và các nước Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Mặt hàng xuất khẩu chính của Phúc Kiến bao gồm máy móc, thiết bị vận chuyển, quần áo, phụ kiện, giày dép. Nhìn chung, Hạ Môn, Phúc Châu và Tuyền Châu là những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất tại Phúc Kiến. Như 5 phút tôi đã nói ở trên, nhờ vào chính sách mở cửa mà nền kinh tế của Phúc Kiến đã có sự thay đổi toàn diện. Sự bùng nổ phát triển kinh tế đã giúp Phúc Kiến từ một tỉnh nghèo vươn mình trở thành một trong những tỉnh phát triển nhất tại Trung Quốc. Và sự phát triển của thành phố Hạ Môn chính là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển nhanh chóng đó. Khi Đặng Tiểu Bình khởi xướng chính sách mở cửa, Hạ Môn đã trở thành một trong 4 đặc khu kinh tế đầu tiên vào năm 1980. Với các quy định đặc biệt về đầu tư và thương mại thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kiều, Hạ Môn cùng 3 đặc khu kinh tế còn lại đóng vai trò là những khu vực thí điểm cho cải cách và mở cửa của Trung Quốc lúc bây giờ, cũng như thúc đẩy hợp tác và giao lưu xuyên eo biển. Năm 1984, đặc khu kinh tế Hạ Môn được mở rộng từ diện tích 2,5 km2 lên 131 km2 và ngày càng phát triển thịnh vượng. Vào tháng 6 năm 2010, đặc khu kinh tế Hạ Môn được mở rộng ra toàn thành phố Hạ Môn và 4 quận huyện bên ngoài đảo Hạ Môn là Tập Mỹ, Hải Thương, Đồng An và Tường An cũng được gộp vào khu vực này. Với hàng loạt chính sách mở cửa mới được triển khai trong những năm gần đây, Hạ Môn đang mở ra một chương mới về phát triển cởi mở và chất lượng cao. Với diện tích là 1.912 km2, dân số năm 2011 là 5,28 triệu người. Có thể nói, sau khi thực hiện một loạt chính sách, Hạ Môn đã hình thành mô hình mở cửa toàn diện
và đa cấp, thu hút nhiều công ty trong nỗ lực hội nhập vào hệ thống kinh tế toàn cầu. Thành phố này tập trung vào sự phát triển của 5 ngành công nghiệp chính là công nghiệp thông tin, điện tử, sản xuất thiết bị, du lịch, hậu cần, logistics. Dữ liệu chính thức của Văn phòng Thống kê thành phố Hạ Môn cho thấy, hoạt động giao thương của thành phố này đã tăng từ 141 triệu đô la Mỹ năm 1980 lên 691,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 108,6 tỷ USD vào năm 2020. Với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 18%, đầu tư nước ngoài đã tăng từ 8 triệu đô la Mỹ năm 1983 lên 16,6 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020. Với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 16,9%. Được biết, ASEAN, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu là ba đối tác thương mại hàng đầu của thành phố. Trong 40 năm qua, Hạ Môn đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm là 15%. Hiện tại, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp vào khoảng 70% sản lượng công nghiệp, 60% tăng trưởng kinh tế và 40% hoạt động giao thương của thành phố. Đến cuối năm 2020, 63 công ty trong danh sách Fortune Global 500 đã đầu tư 114 dự án vào Hạ Môn, với tổng vốn đầu tư ước tính là 3,63 tỷ USD. Là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm các nền kinh tế mới nổi lần thứ 9 vào năm 2017, Hạ Môn cũng tăng cường hợp tác với nhóm các nước BRICS, với đối tác BRICS thông qua việc khánh thành trung tâm đối tác BRICS về đổi mới cách mạng công nghiệp vào năm 2020. Cảng Hạ Môn của thành phố này cũng được biết đến là cảng nước sâu quan trọng của Trung Quốc, là cảng biển lớn thứ 14 trên thế giới. Cảng này có thể đón tàu từ 50.000 tấn đến tàu 100.000 tấn vào cập cảng hoặc neo đậu trong cảng. Vào năm 2018, cảng Hạ Môn đã xử lý khối lượng hàng hóa lên tới 10,7 triệu tiêu. Hiện Phúc Kiến cũng đang là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Trung Quốc. Tỉnh này được chia thành 9 đơn vị hành chính, trong đó thủ phủ là thành phố Phúc Châu, nằm ở phía đông nam Trung Quốc. Với diện tích 12,251 km², thành phố là nơi sinh sống của khoảng 8,3 triệu người, theo số liệu năm 2020. Một điều thú vị là Phúc Châu còn được mệnh danh là thành phố của những cây đa. Theo 5 phút thôi tìm hiểu, cái tên này được đặt bởi hiện nay có khoảng 1.000 cây đa sum suê được trồng từ thời kỳ Bắc Tống năm 960 đến năm 1127, vẫn đang tỏa bóng mát trên những con đường tại Phúc Châu. Hiện Phúc Châu dần trở thành điểm đến quen thuộc với du khách nhờ lịch sử lâu đời và nền văn hóa ẩm thực đặc sắc. Phúc Châu có công viên Tây Hồ với lịch sử hơn 1.700 năm, là một trong hai hồ nhân tạo nổi tiếng từ xưa đến nay. Cụ thể là hồ này được xây dựng vào thời kỳ Tây Tấn. Khu công viên này là điểm đến ưa thích của nhiều họa sĩ, nhà thơ dưới thời nhà Đường và được mệnh danh là viên ngọc sáng của khu vườn Phúc Châu. Hiện nay, khu vực hồ rộng 42 ha là một trong những khu vực cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất tại thành phố này. Xichan là một trong năm ngôi chùa lớn nhất ở Phúc Châu, được xây dựng vào năm 581, sau đó được tôn tạo dưới thời nhà Đường. Ngôi chùa này có diện tích khoảng 7,7 ha, bao gồm nhiều điểm đến tham quan độc đáo, ấn tượng như đại sảnh của Đức Phật, sảnh chính 6 tầng có 600 bức tượng là Hán và sảnh của những vị thần. Trong đó, sảnh chính được trang trí những họa tiết, hoa văn vô cùng tinh xảo. Đặc biệt, tại chùa có hai tượng Phật làm bằng ngọc bích và được mang về từ Myanmar, đã thu hút nhiều khách du lịch khi đến Xichan. Rời Phúc Châu, bạn có thể đến với thành phố Tuyền Châu để khám phá nơi này. Thành phố Tuyền Châu có diện tích là 11.287 km² và có dân số khoảng 8,8 triệu người. Có thể nói, trong số hơn 600 thành phố của Trung Quốc, Tuyền Châu không phải là một thành phố lớn, nhưng chắc chắn đây là địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử. Được mệnh danh là Thượng Hải của Trung Quốc vào 1.000 năm trước đây, thành phố Tuyền Châu là cảng lớn nhất ở châu Á vào thời đại nhà Tống năm 960 đến 1279 và nhà Nguyên 1271 đến 1368. Tuyền Châu được xây dựng vào năm 718 và từng được gọi là điểm xuất phát của con đường tơ lụa trên biển. Ngày nay, Tuyền Châu đã trở thành một địa điểm du lịch hàng đầu của Phúc Kiến bởi những khung cảnh đẹp thơ mộng và đặc biệt là những di sản hàng hải, nhân chứng một thời của con đường tơ lụa trên biển Trung Quốc. Vào năm 2021, nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một trong những trải nghiệm khi ghé thăm thành phố Tuyền Châu chính là tham quan bảo tàng hàng hải Vịnh Tuyền Châu. Nơi đây trưng bày rất nhiều cổ vật từ các triều đại lịch sử, phản ánh thời kỳ hoàng kim của ngành hàng hải ở Tuyền Châu. Du khách có thể chiêm ngưỡng những hiện vật đã được trục vớt từ nhiều nguồn gốc, nhiều nền văn hóa. Hiện Bảo tàng hàng hải Vịnh Tuyền Châu vẫn đang trưng bày một xác tàu buồm của Trung Quốc từ thế kỷ thứ 13, được khai quật vào năm 1973. Con tàu bị chìm ngoài khơi một cảng thuộc Vịnh Tuyền Châu khi đang di chuyển dọc theo con đường tơ lụa hàng hải cổ đại. Địa điểm tham quan tiếp theo chính là nhà thờ Hồi giáo Ashab. Theo đó, do có vị trí đặc biệt, các thường gia Hồi giáo đã đến Tuyền Châu thông qua con đường tơ lụa trên biển. Các bằng chứng về sức mạnh và sự giàu có của họ cũng đã được thể hiện rõ thông qua công trình kiến trúc nhà thờ Hồi giáo Ashab, được xây dựng năm 1909 bởi người Ả Rập. Đây là nhà thờ Hồi giáo duy nhất còn sót lại ở Trung Quốc từ thời nhà Tống. Mặc dù kiến trúc hiện nay không còn tồn tại nguyên vẹn,
nhưng sự vinh quang trước đây vẫn còn hiện diện qua cổng vòm cao chót vót và những bức tường dường như bất khả xâm phạm. Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng, thì ẩm thực Phúc Kiến cũng là một điều níu giữ chân của nhiều du khách khi đến đây. Phúc Kiến nổi tiếng với hải sản tươi ngon, ở đây có rất nhiều loại hải sản giàu dinh dưỡng mà giá rẻ cực kỳ. Ẩm thực Phúc Kiến cũng là một trong 8 trường phái lớn của ẩm thực Trung Quốc. Nhiều món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến có thể kể đến như phật nhảy tường, vịt hầm Phúc Kiến, tôm kim sa. Trong đó nổi bật nhất chính là phật nhảy tường đã được liệt kê vào hàng sơn hào hải vị của Trung Quốc. Món ăn mang cái tên lạ lùng này được chế biến vô cùng cầu kỳ từ hàng chục loại nguyên liệu quý như vây cá mập, bào ngư, hải sâm. Rượu Thiệu Hưng cũng là một trong những món đồ uống không thể bỏ qua khi đến Phúc Kiến. Loại rượu này nổi tiếng với hương thơm, dư vị lưu luyến trong tâm trí du khách. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên thưởng thức trà và trải nghiệm văn hóa trà đạo ở đây. Ở Phúc Kiến có hai loại trà lâu đời, đó là trà Ô Long và nham trà Vũ Di. Ngoài ra, trà hoa nhài Phúc Kiến cũng được đông đảo du khách yêu thích. Và đó là những thông tin về tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Các bạn cảm thấy tỉnh này như thế nào? Cũng như mong muốn nơi nào sẽ được khám phá kế tiếp thì hãy để lại bình luận để 5 phút thôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại!